TLC Food. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hương vị biển xanh TLC Food. Hôm nay mình sẽ làm cái món chân gà trộn sốt Thái siêu cay nha. Về phần chân gà hôm nay mình chuẩn bị hẳn 1 cân luôn nha các bạn. Đấy, mình đổ một đống muối này vào, thêm một chút rượu. Lấy tay mình nhàu trong vòng 5 phút luôn. Nhàu càng kỹ thì đến khi ăn chân gà nó sẽ không bị hôi. Nhàu đến mỏi tay luôn đấy. Sau đấy mình cho vào xả cái nước nha các bạn. Sờ lên cái miếng chân gà mà thấy nó rít rít, nó sạch luôn rồi đấy. Mình chuẩn bị một nồi nước, thêm một chút xả và muối. Sau đó mình cho chân gà lên luộc khoảng 5 đến 7 phút thôi các bạn. Đấy, mình không cần đại vung. Làm xong rồi thì chuẩn bị một cái bát nước đá này. Đấy, mình chuẩn bị một chút cái đá trong tủ dăm dăm như này. Sau đấy mình vớt chân gà vừa luộc ra, mình đổ trực tiếp vào trong cái nước đá đấy cho nó giòn. Đấy, đây là cái nước sốt mà mình chuẩn bị này. Nước sốt Thái cay cực cay luôn ấy. Đây, chân gà mình vừa vớt ra khỏi đá lạnh đây mọi người. Giòn xoạy luôn ấy. Trời, cái mùi tươm thơm dã man. Phải chấm miếng chân gà vào thử xem thử thế nào. Mời các bạn nha. Chân gà giòn lắm các bạn ạ. Thử mình luộc xong mà cho lên ngâm với lại nước đá ấy. Rất là giòn luôn, giòn cho trong gân. Mời các bạn ăn nhiều chân gà cho đẹp da. Nhưng mình thấy cứ ngon miệng đã. Gặp đến sau. Ngon lắm. Cái nước sốt rất là hài hòa. Nước sốt này là mình hay dùng để sốt ngao, nước sốt Thái. Khá là cay. Mình cho cả bột ớt Hàn Quốc lẫn bột ớt Việt Nam vào trong đây đấy. Cho thêm một chút bột năng cho nên nó mới sền sền như này này. Cái nước sốt này mình cho lượng đường vừa vừa, mình không thích ăn ngọt lắm, cho vừa vừa đường và lượng muối vừa, không bị mặn. Ngon lắm. Nè, mình sẽ ăn cùng cơm cuộn. Hôm nay cơm cuộn mình làm cho mỗi xúc xích thôi. Mỗi hôm là ăn chân gà này nắc mới lại xả ớt quất và cho thêm cả cóc và xoài vào. Hôm nay mình chỉ biết ăn sốt mỗi sốt Thái rồi. Ngon cực kỳ. Trời mưa mưa xong ngồi xong khi mà ăn nhâm nhi cái chân gà đúng không ạ? Quất lưỡi. Thật ra cái nước sốt này mình không cần phải đổ vào lâu để cho nó thấm gia vị đâu. Mình cho vào mình trộn luôn. Khi da gà nó mỏng cho nên nó thấm gia vị luôn. Mình ăn nó cũng quậy luôn mà không cần để ngao quá. Hôm nay nhà mình sẽ làm thêm cái món chân gà nướng cay. Mình thích ăn món đấy. Hôm nay thì mình chỉ làm món chân gà sốt Thái thôi. Ngao sốt Thái luôn này. Cái ngao này là ngao hoa. Ngao ở Quảng Ninh nhà mình, ngao này nó chỉ có cái loại vừa vừa như này thôi. Có loại to hơn một xíu nữa.
hoặc là nhỏ hơn nữa thường để nấu canh chua hoặc là nấu canh thường ấy. Ngon cực. Có thêm tí đậu phộng vào thơm nồng luôn. Cái bát này lát là mình xử một mình ăn hết cái bát này luôn. Cái bát này nó không to lắm, một mình ăn được hết. Dần xoại luôn nha các bạn. Vẫn còn chút đá nên ăn nó mát mát. Giờ thì mình sẽ tiếp tục ăn hết cái bát này. Và đến ngày mai mình sẽ ra một video mới về một món ăn khác. Các bạn đã xem video, nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Hương Vị Biển Xanh TLC Food để xem video nấu và review các món ăn của mình mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.